Tao thấy mày thật thà chất phác, lo mà kiếm tiền đi. Sao mày tao gả con Út cho? Thì anh nghe cũng vui quá trời luôn. Bởi ta nói trăm năm không bằng chữ duyên, anh gặp được em ba mẹ tiền đình cũng là chữ duyên. Từ nay gặp em có tiếng lân lân, tiếng lân thăm, tiếng yêu tiếng thương gửi trao đến em càng thêm vô vàng. Đôi mắt em như ngọc ngà, lặm lòng anh say mê như là anh bình minh sáng soi chiếu người lẻ loi đắm say. Hai bên cùng nhất trí rồi, còn chẳng chờ.